Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì lên đây chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. 714-893-3264. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh có sự góp mặt của luật sư Hoàng Ngô. Luật sư Hoàng đã từng làm luật sư đại diện cho hãng bảo hiểm Allstate Insurance trong nhiều năm, và do đó ngoài cái lĩnh vực tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân, chó cắn, trật tự siêu thị, bất cẩn y tế, thì luật sư Hoàng còn thụ lý những cái lĩnh vực khác của văn phòng như là về luật gia đình, phân chia tài sản, cấp dưỡng con cái, về luật eviction, đuổi nhà, về luật bankruptcy, cũng như là về hình sự. Thành ra nếu quý vị có những nhu cầu trên thì có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi. Sau cuối giờ sẽ có cái số điện thoại của văn phòng. Chào luật sư Hoàng Ngô. Dạ, chào luật sư Lâm, chào quý vị tối nay. Ok. Hello, tôi luật sư Liêm, như luật sư Hoàng nghe đây. Dạ thưa, kính chào hai luật sư ạ. Dạ, chào cô. Chưa có hôn thú mà bây giờ mua nhà chung với nhau, title mình đứng như thế nào là hay nhất thưa luật sư trong tương lai là marriage? Nếu mà chưa có làm hôn thú mà chỉ là bạn trai bạn gái thôi đó, thì mình đâu có chắc là mình sẽ làm hôn thú trong tương lai. Thì trong trường hợp đó đó, tốt nhất mình đứng với cái dạng là tenant in common, rồi mỗi người sẽ có 50% undivided interest. Rồi ngày nào đó mà mình lấy nhau rồi, mà mình vợ chồng không có vấn đề gì, nghĩ có thể ở lâu dài, thì lúc đó đó mình sẽ chuyển từ cái dạng tenant in common để mình dạng sang cái dạng là husband and wife as community property with right survivorship. Thì việc đó làm nó chỉ cần làm một cái deed thôi, là cái quick claim deed thôi, để mình có thể chuyển nhượng. Nhưng mà chưa có hôn thú thì tốt nhất là mình làm cái dạng là tenant common. Ok. Dạ thưa, nếu mà thì joint tenant thì là hay bằng phải không ạ? Dạ không, tại vì đứng ở joint tenant á, rủi trước khi mà làm hôn thú á, ok, mà rủi cái một trong hai người qua đời đó thì người kia hưởng hết. Okay. Thêm vào nữa, nếu đứng là joint tenant mà rủi không lấy nhau á, mỗi lần muốn bán nhà hay chuyển nhượng đó, mọi sự chuyển nhượng là hai người phải đồng ý và ký tên hết. Rủi một trong hai người họ không có bằng lòng đó, là mình không có chuyển nhượng được cái phần của mình. Còn mình đứng là tenant in common á, mình có thể chuyển nhượng cho bất cứ ai at any time, cái 50% của mình. Ok. Cái tenant in common là nếu mà hai người thì coi như phải nói bao nhiêu percent, coi như equal phải không thưa luật sư? Không hẳn. Joint tenant á thì bắt buộc là cái quyền lợi phải bằng nhau equal. Còn tenant in common á, có thể 50-50, có thể 40-60, có thể 80-20, sao cũng được hết á. Ok. Nhưng mà cái joint tenant mà trong trường hợp này là không nên để. Yes. Ok. Dạ, vâng, cảm ơn dạ. Bà. Dạ chào dạ. Bà. Cảm ơn cô. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, như luật sư Hoàng nghe đây. Dạ xin chào hai luật sư. Dạ chào cô. Có hai câu hỏi luật sư. Dạ được. Cái câu hỏi thứ nhất là cái vụ mình cái property tax mà mình đang ở, mình bán đi rồi mua cái nhà mới nó lớn hơn, thì cái property tax đó mình defer đó, nhưng mà có tính theo cái tuổi tác không được chứ? Không có defer. Cái property tax đó đó, yeah. Qua cái Proposition 19 offhand tôi không nhớ, có thể tôi sẽ trả lời trong kỳ tới đó. Nhưng mà nếu tôi nhớ đó thì nếu một trong những người làm chủ cái nhà đó đó phải trên 55 tuổi, ok, thì mình có thể trong vòng 2 năm mình có thể mua cái nhà khác, cho dù cái nhà đó đó cái trị giá nó cao hơn thì cái property tax nó cũng sẽ không tăng theo cái Proposition 19, phải trên 55 tuổi nha. Nhưng mà đó là tôi nhớ, tại vì lâu quá kỳ rồi tôi có nói chuyện nhiều về vấn đề cái Proposition 19 á, nhưng mà gần đây thì tôi không có thì có thể tôi theo tôi nhớ là 55 tuổi, còn nếu không đúng á, thì kỳ tới tôi sẽ nói lại nhé. Nhưng mà tôi nghĩ là phải trên 55 tuổi thì mới có được cái quyền lợi đó. Đây, để okay. Sau tôi hỏi lại một chút cái này hả? Ok, cái câu hỏi thứ hai là câu sao? Thứ này là ví dụ như trong cái lý Vinh Trớt mình cho cái nhà cho con mình mà không có để dâu hay rể, mà về sau mà cái con mình đem bán cái nhà đi, rồi cái người vợ đó vô ít có bắt buộc ký không để release cái tên người vợ? Không, không. Người escrow nó chỉ có quyền nó ký đối với cái người đứng tên cái chủ quyền cái nhà đó thôi. Dạ không có escrow, không bắt buộc phải người vợ hay chồng lên. Không, không phải bắt buộc mà không có quyền. Dạ. Ai đứng tên cái chủ quyền đó thì cái người đó có quyền ký. Dạ. Ok, chứ không phải là bây giờ đứng tên có mình người chồng không mà người vợ như nào phải ký, không có chuyện đó đâu. Ok. Dạ. Tại vì tôi chỉ sợ là ví dụ như trong cái lý Vinh Trớt cho con thì sao mà không có tên vợ chồng vô, rồi giờ về sau cái người đó không tới ký đó, không bán được đó, không tới bắt buộc đó. Không, đó, không có được, không có được. Như thế này, cái trong cái living trust đó, thì thường đó người luật sư cũng nên để cái điều khoản là ý định của cái người thành lập cái trust đó, là khi cái người thừa hưởng đó, đó là tài sản riêng của họ. Và đúng theo á, là có cái Family Code Section là 770 là nó cũng nói là đó là tài sản riêng. Đó là về vấn đề trong cái Living Trust. Nhưng mà khi á, mà chết rồi đó, khi làm chuyển nhượng đó thì á, vẫn phải làm cái Trust Transfer Deed. Và khi cái người mà luật sư làm cái Trust Transfer Deed để chuyển cái chủ quyền từ cái Living Trust sang cho người được thừa hưởng đó, mà nếu cái người thừa hưởng đó là có gia đình thì sẽ để, thí dụ là Nguyễn Văn A mà không có gia đình thì phải để là Nguyễn Văn A, a married man as his sole and separate property. Phải để như cái dạng như vậy. Ok. Khi để dạng như vậy đó, vì sau này ông Nguyễn Văn A đó, ông có thể làm cái living trust riêng để ông để cái nhà đó riêng và trong cái trust của ông. Ông có ly dị thì ông không có phải tranh tụng với vợ ông, vợ ông có quyền đòi vô. Và sau này ông có bán cái nhà đó đó, thì bởi vì ông đứng là cái tài sản riêng của ông, do đó cái escrow không có quyền lý do gì mà đòi bắt vợ ông phải chia hay là ký gì trong cái do đó. Ok. Rất là rõ thì luật sư. Cảm ơn luật sư. Ok. Cảm ơn bà. Chào bà. Tới đây thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì tôi và luật sư Hoàng Ngô vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị. Chút xíu nữa thì đài sẽ phải tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại, thì trong thời gian đó nếu mà quý vị có muốn thì vẫn có thể gọi vào qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-364 để đặt những câu hỏi, thì chúng tôi vẫn có thể trả lời những câu hỏi của quý vị. Hồi nãy tôi có nói đó là nếu mà trong trường hợp mà hai người mà trước khi lấy nhau á, thì nên đứng là joint tenant. Bây giờ sau khi lấy nhau đó thì có thể đổi ra cái dạng là husband wife là community property with right survivorship thay vì đứng là cái dạng joint tenant. Rồi tới đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thì nếu mà quý vị muốn thì vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Và chúng tôi sẽ trở lại sau cái phần quảng cáo thương mại. Xin cảm ơn.